Nói đó rồi vào liền lấy đồ ăn một bữa chân nó vỡ nữa. Em không chết. Nói nữa. Vẫn là tập tức. Nói em ta mà bắn ra tấn đi luôn. Em tin chờ ở Krishna Rajkara. À bắn ra đi ăn được đi bế. Thì Prabhasan em pura đi chết tất ra nè. Em pun nai kalah bắn ra. Aku akan jadi seperti itu.